Dương Mịch tiếp tục gặp vận đen khó đỡ sau ồn ào với Lý Dịch Phong. Dương Mịch được cho là hiện đang trải qua khoảng thời gian khá đen đủi khi liên tục bị réo tên trong scandal của Lý Dịch Phong. Đóng xong phim mới lại liên tục gây tranh cãi khiến fan bị khóa cả bình luận. Thời gian vừa qua khi thông tin Lý Dịch Phong bán dâm bị phong sát, Dương Mịch dù được cho là không liên quan cũng liên tục bị réo tên vào ồn ào này. Lý do là bởi Lý Dịch Phong và Dương Mịch từng vướng tin đồn có tình cảm đặc biệt sau khi đóng chung dự án điện ảnh Phanh Nhiên Tinh Động. Thời điểm đó, Dương Mịch vẫn đang là vợ Phùng Thiệu Phong. Câu chuyện tình cảm này từng khiến giới giải trí xứ Trung tốn nhiều giấy mực. Paparazzi Trác Vĩ thậm chí còn từng lên tiếng khẳng định Dương Mịch, Lý Dịch Phong đã cùng nhau chung sống thử. Thời điểm đó, trên mạng liên tục lan truyền tin đồn Dương Mịch và Lý Dịch Phong đã kết hôn, thậm chí nữ diễn viên Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa còn đang mang thai. Không chỉ vậy, một nguồn tin tiết lộ về việc Dương Mịch đã đến bệnh viện phụ sản để khám thai và kết quả siêu âm của vợ cũ Lưu Khải Uy cũng được đăng tải trên mạng. Dương Mịch cũng được cho là đã ngoại tình với Lý Dịch Phong và còn bị Lưu Khải Uy bắt gian tại trận, kết quả khiến cuộc hôn nhân của hai người tan vỡ. Khi Dương Mịch tuyên bố ly hôn với Lưu Khải Uy, nữ diễn viên đã có động thái quyết liệt bằng việc tiến hành khởi kiện người tung tin thất thiệt và cuối cùng người đẹp đã thắng vụ kiện này. Dương Mịch nói về cuộc ly hôn của mình hoàn toàn không liên quan gì đến Lý Dịch Phong. Dù đã lên tiếng phủ nhận nhưng scandal này vẫn kéo dài mãi không thôi và phải đến cuối năm 2016 khi Lưu Khải Uy bị tố ngoại tình thì mọi chuyện mới bắt đầu lắng xuống. Cũng từ đó, Dương Mịch và Lý Dịch Phong không còn tương tác gì nữa, họ luôn né tránh nhau khi cùng tham gia các sự kiện. Vì vậy, sau khi Lý Dịch Phong bị vướng vào bê bối lần này, Dương Mịch cũng không tránh khỏi việc bị nhắc tên. Bỗng nhiên bị vướng vào vận đen, nữ diễn viên mới đây tiếp tục gặp vận xui khi bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên mới khai máy đã nổ ra tranh cãi tới mức nhà sản xuất phải khóa bình luận quá khích. Cụ thể, dù Dương Mịch thể hiện vai nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng, cô có địa vị, danh tiếng hơn hẳn đàn em Công Tuấn, song người hâm mộ của cô vẫn cho rằng nhà sản xuất ưu ái Công Tuấn mập mờ trong việc phân chia vị trí của hai diễn viên trên poster, các bài đăng giới thiệu nhân vật. Thậm chí fan của Dương Mịch còn tố cáo lên nhà sản xuất Vương Nhất Hữu yêu cầu ông phải công nhận những đóng góp và vai trò quan trọng của Dương Mịch trong bộ phim. Song nhà sản xuất cho biết sẽ nghiêm túc xem xét những ý kiến góp ý chân thành và khóa bình luận với những người quá khích. Trong lần tranh cãi này, fan của Dương Mịch bị cho là cố tình gây sự vô lý. Dương Mịch sau đó còn bị nhiều khán giả chê rằng quá già khi vào vai Đồ Sơn Hồng Hồng. Nhân vật nữ chính vốn là minh chủ của giới yêu, nhưng khi bị mất hết pháp lực và trí nhớ lại biến thành tiểu hồ ly nhỏ nhắn đáng yêu, tên là Đồ Sơn Toto. Khán giả lo lắng Dương Mịch đã 36 tuổi, khó đóng vai dễ thương. Tuy nhiên hiện tại cô được khen ngợi nhờ những thiết kế trang phục đẹp tôn dáng, cách trang điểm quyến rũ, trẻ trung. Trong suốt sự nghiệp của mình, Dương Mịch có vô số lần phải đối mặt với rất nhiều bê bối, scandal lớn nhỏ. Tuy nhiên sau tất cả, người đẹp vẫn là đại minh tinh đình đám không ai thay thế được của làng giải trí xứ Trung. Ngoài tài năng diễn xuất và nhan sắc xinh đẹp, Dương Mịch còn có thành tích học tập xuất sắc cùng tài đối đáp trước ống kính vô cùng ấn tượng. Nữ diễn viên luôn có cách xử trí khôn khéo nhằm xoay chuyển tình thế trước những câu hỏi hóc búa từ truyền thông hay trong các tình huống trên sóng truyền hình. Thậm chí những màn đối đáp thẳng thắn cùng các câu nói bá đạo thể hiện EQ lẫn IQ cao vút còn giúp Dương Mịch nhận được hảo cảm từ đông đảo khán giả.